Và sau đây là một bất ngờ thú vị của gia đình chúng tôi ngày hôm nay, ca sĩ Thanh Hà. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dài, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Wow. Chào cả nhà. Hà đến đây vui chơi trong gia đình lớn này. Vâng. Mà nhìn thấy hai em phải trái đều đẹp trai. Vâng. Phải cộng thêm ba người em nữa đẹp trai không kém. Thì mình phải hát bài Sợ Yêu chứ. 14 năm trước mới quen anh chàng, hình như là 2-3 tháng gì đấy. Vâng. Sau khi Hà đi diễn về thì anh ta đón ở sân bay và đưa Hà vào tiệm phở. Tự nhiên hôm nay mình trả tiền mà mình lại thêm cái mặc cảm là vì mình lớn tuổi hơn nữa. Mình lại thấy càng khó chịu hơn, không thèm nhắn tin là qua lại. Đáng lẽ là anh ấy phải ga lăng đầu tiên. Thì anh có ga lăng. Đây, anh có ga lăng hay không? Hãy để anh Roland trả lời luôn ạ. Còn những cái món đồ mình muốn mua riêng, mình không muốn phiền tới vợ. Nhất định là không cho lập quỹ đen nhé. Quỹ đen, mọi người có hiểu quỹ đen không ạ? Tại vì đàn ông đâu có cần xài gì nhiều. Em xin lỗi bởi vì em không đồng ý với quan điểm của chị Hà. Em không đồng ý với quan điểm của chị Hà. Con xem gấp ra tùy tục lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.